Bảo hiểm nhân thọ khác gì so với bảo hiểm xã hội? Thực chất, bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm xã hội đều là các loại bảo hiểm giúp người tham gia được hỗ trợ khi gặp các biến cố về sức khỏe, tai nạn. Tuy nhiên, giữa hai loại bảo hiểm này có những đặc điểm khác nhau như: đầu tiên là hình thức tham gia. Bảo hiểm nhân thọ là tự nguyện tham gia khi có nhu cầu. Bảo hiểm xã hội, nếu bạn thuộc đối tượng bắt buộc tham gia, đơn cử như là công chức, viên chức, người lao động, sẽ không được lựa chọn. Còn với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có thể tham gia hoặc không. Tiếp theo là phạm vi áp dụng. Bảo hiểm nhân thọ sẽ bảo vệ và chăm sóc cho người tham gia và cả thành viên trong gia đình trong một hợp đồng bảo hiểm. Còn với bảo hiểm xã hội, chỉ có cá nhân tham gia hưởng được các quyền lợi trừ trường hợp như tử tuất, v.v. Tiếp đến là thời gian đóng bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ là tùy theo thỏa thuận, có thể kéo dài mấy chục năm. Còn bảo hiểm xã hội thì tối thiểu 20 năm thì có thể hưởng lương hưu, và thời gian đóng càng lâu thì mức hưởng chế độ càng cao. Về mức phí tham gia, bảo hiểm nhân thọ tùy tình hình tài chính, người tham gia tự chọn mức đóng phù hợp. Còn bảo hiểm xã hội thì có giới hạn mức đóng tối thiểu và tối đa. Và cuối cùng là quyền lợi được hưởng. Đối với bảo hiểm nhân thọ thì bạn biết trước số tiền nhận được khi đáo hạn, không bị phụ thuộc vào tuổi hưu trí, còn có thể được chi lãi suất bảo hiểm nhân thọ hay là các khoản thưởng. Ngoài ra thì một số quyền lợi như thanh toán viện phí, chi trả tiền bảo hiểm cho người tham gia nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo. Còn đối với bảo hiểm xã hội, nếu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ gồm chế độ hưu trí và tử tuất.